Thưa quý vị, có một thực tế là môi trường kinh doanh đang chững lại, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các địa phương cần phải phát huy vai trò của mình nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hơn, đặc biệt là trong thủ tục hành chính, thuế, hải quan là công việc cần phải quan tâm hàng đầu. Cùng chung quan điểm bài viết được đăng tải trên báo Đại biểu Nhân dân khẳng định khi những nỗ lực trong việc phòng chống Covid-19 đã bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt 2 năm qua, bây giờ là lúc các bộ, ngành và địa phương cần trở lại mạnh mẽ và tập trung hơn cho nhiệm vụ tiếp tục cải cách, những việc cần làm được xác định trong nghị quyết 02 năm 2022 của chính phủ là rất trọng tâm và đúng hướng. Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, tại địa phương, tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp. Xu thế sạt lở trên các tuyến canh rạch cấp 1, cấp 2 sẽ tăng dần theo thời gian, đặc biệt là đối với các canh rạch tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân, nguyên nhân sạt lở do diễn biến thời tiết bất thường, tác động của quá trình biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các đập thủy điện trên sông Mê Công gây suy giảm bùn cát từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, dân cư phát triển làm tăng tải trọng xây dựng từ nhà ở, công trình xây dựng gần bờ sông làm tăng tải trọng vượt khả năng chịu tải của bờ sông và việc gia tăng phương tiện giao thông trên bờ, dưới sông làm gia tăng tải trọng động và sóng là những nguyên nhân dẫn đến sạt lở đất ven sông kênh rạch trên địa bàn tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải các địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu đến dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6. Để hoạt động thu phí không dừng hoạt động hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ra soát, khắc phục triệt để các tổ tồn tại bất cập trong quá trình vận hành hệ thống, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật gây ùn tắc khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hơn 10 năm thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, dù đã có sửa đổi bổ sung thế nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập lạc hậu. Theo phân tích của một số chuyên gia, khi dịch bệnh Covid-19 đang làm cho thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề thì cần tăng mức khởi điểm thu nhập đóng thuế, các bậc thuế cần giãn ra. Trung quanh vấn đề này thì bài viết trên báo lao động cũng đăng tải một số ý kiến cho rằng thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang đánh vào đối tượng trung bình đến trung bình khá với mức thuế khá nặng. Chỉ cần thu nhập nhích lên một chút là lên bậc thuế cao hơn. Bên cạnh đó, có điểm bất cập cơ bản trong thuế thu nhập cá nhân là thời gian điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh còn lâu và quá dài. Đợt gần nhất mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh từ 9 triệu đồng một tháng lên 11 triệu đồng một tháng cũng phải mất tới 7 năm. Quy định này nếu không sửa sẽ thiệt thòi cho người nộp thuế vì tỷ lệ lạm phát những năm gần đây không cao, chỉ khoảng 2 đến 4% một năm nên thời gian điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ từ 5 đến 7 năm mới thực hiện được. Ngày 4 tháng 3 trao đổi với báo tuổi trẻ, đại diện lãnh đạo phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay về cơ bản kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn ổn định như năm ngoái nên tinh thần kỳ thi năm nay sẽ giống như năm 2021. Do vậy, Bộ sẽ không sửa quy chế và cũng sẽ không ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới như là mọi năm. Theo đó, tổ chức việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập củng cố, bổ sung nội dung kiến thức. Riêng với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021-2022 trước ngày 30 tháng 6. Với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 vì lý do bất khả kháng, cần kịp thời báo cáo Bộ để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.